siêu phẩm điều hòa một cục cửa sổ Morita 9000 BTU inverter 2 chiều, cực kỳ trâu, cực kỳ êm, cực kỳ đẹp này mọi người nhá. Ok, chào mọi người, buổi sáng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con điều hòa một cục nhá. Con này là điều hòa cửa sổ Morita 9000 BTU inverter mọi người nhá. Con này là dòng inverter này. Đấy, con này thì sẽ có màn hình hiển thị nhiệt độ mọi người nhé, và đặt nhiệt độ mọi người này. Đấy, đặt nhiệt độ này, thay đổi được tốc độ gió này. Đấy, thay đổi được các chế độ mọi người này. Đấy, thay đổi các chế độ mọi người nhé. Có cả hẹn giờ này, đầy đủ hết mọi người nhé. Chạy thì cực kỳ êm luôn. Con này chạy cực kỳ êm luôn mọi người. Đây em sẽ cho mọi người xem dàn. Dàn nó gọi là mới kín con luôn mọi người nhé. Mới kín con luôn. Đấy, đây là dàn lạnh này. Ok, em sẽ cho mọi người xem dàn nóng nhé. Đây ạ, là nóng luôn, quá là đẹp luôn mọi người nhé. Một con máy cực kỳ tuyển luôn. Bác nào có nhu cầu về con điều hòa Morita 9000 BTU inverter 2 chiều, chạy cực kỳ trâu, cực kỳ êm, máy cực kỳ đẹp, liên hệ bên em nhé. Có điều khiển đa năng đầy đủ hết tính năng, liên hệ bên em nhé. Một chiếc duy nhất tại cửa hàng. Rồi các bác.